Bạn Lào rối rít gửi lời cảm ơn sau một loạt công trình bạc tỷ Việt Nam chút hết ruột gan xây tặng cho Lào. Xin chào các bạn khán giả của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nếu có ai đó hỏi rằng Việt Nam có giàu không, các bạn sẽ trả lời như thế nào? Còn với mình, Việt Nam chúng ta có thể chưa giàu về của cải, vật chất, chúng ta còn nghèo, còn đi sau thế giới do sự tàn phá của chiến tranh. Tuy nhiên, nếu nói về giàu tình yêu thương với nhân loại, giàu tình người sẵn sàng cưu mang những người đang gặp khó khăn, thì mình tin rằng Việt Nam chúng ta vô cùng giàu. Minh chứng rõ nhất là trong năm qua, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng quốc tế, nào là tặng gạo cho Cuba, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở châu Phi, góp công khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mà nói đâu ra, nước bạn Lào anh em chính là một quốc gia mà Việt Nam chưa bao giờ bỏ rơi cả. Mới đây nhất, Việt Nam đã xây tặng cho nước bạn Lào anh em hàng loạt món quà đáng giá, khiến cho nước bạn Lào cảm ơn không ngớt và thốt lên rằng Việt Nam quả là một người bạn chân thành nhất đối với Lào. Vậy cụ thể, đó là những món quà gì và các bạn có tò mò nước Lào nói lời cảm ơn Việt Nam như thế nào hay không? Nếu có thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay các bạn nhé! Cụ thể là mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã hội đàm song phương với Thủ tướng Johny Simano của Lào bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Indonesia. Thủ tướng Lào gửi lời cảm ơn từ đáy lòng khi nước bạn Việt Nam đã đầu tư xây tặng Lào nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Đó là những công trình sau. Đầu tiên, phải kể đến chính là công trình nhà làm việc cho công an huyện Đắc Chưng, Lào do Việt Nam xây tặng. Theo đó, mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam Việt Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Sê Công, Lào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc công an huyện Đắc Chưng, chính thức khởi công ngày 29 tháng 8 năm 2022. Qua 12 tháng thi công, công trình nhà làm việc công an huyện Đắc Chưng đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Công trình có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng được tỉnh Quảng Nam Việt Nam thống nhất đầu tư xây dựng tặng tỉnh Sê Công Lào. Đây là cận cảnh công trình nhà làm việc này với tổng diện tích xây dựng 801m², gồm một hội trường lớn và 9 phòng làm việc cùng các công trình vệ sinh, phụ trợ đi kèm, đảm bảo phục vụ nhu cầu công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ công an huyện Đắc Chưng. Tại buổi lễ khánh thành, Đại tá Kham Ban Phom Mani Vong, tỉnh ủy viên, giám đốc công an tỉnh Sê Công đã dành hết trái tim mình để phát biểu cảm ơn món quà mà Việt Nam đã tặng cho Lào. Ông nói, nhà làm việc mới của công an huyện Đắc Chưng là trụ sở đẹp, vững chắc và hiện đại. Ước mơ của chúng tôi có nhà làm việc mới khang trang đã thành hiện thực. Chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam, cũng trong dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Công an tỉnh Sê Công một cơ số thuốc và thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Công trong công tác. Hành động này khiến nước bạn Lào thêm trân trọng và cảm phục Việt Nam. Vì dù Việt Nam vẫn còn khó khăn trăm đường, vẫn còn đó những ngôi trường, tòa nhà, nơi làm việc cần sửa chữa, nhưng Việt Nam vẫn không bỏ mặc Lào lúc họ đang gặp khó. Không riêng gì xây nhà làm việc với số tiền hơn 10 tỷ, hồi tháng trước Việt Nam còn xây nguyên cả một bệnh viện để tặng cho Lào. Cụ thể, Việt Nam thậm chí đã mạnh tay chi 500 tỷ tiền Việt để xây dựng bệnh viện hữu nghị Siang Kuang cho Lào. Tin tức này làm chấn động cả Đông Nam Á vì chi phí xây dựng vận hành bệnh viện rất phức tạp. Thực tế, bệnh viện hữu nghị Lào Việt Nam ở tỉnh Siang Kuang đã âm thầm khởi công vào năm 2016 mà cả Đông Nam Á chưa ai hay biết. Bệnh viện được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào. Đây là dự án phát triển hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam dành cho một quốc gia khác. Mời các bạn cùng át ngắm qua một vòng bệnh viện mới xây hiện đại xịn sò này. Bệnh viện có 200 giường bệnh cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Siang Kuang. Rất xúc động, vào buổi khánh thành bệnh viện, ông Sivilay Sanchaliun, phó tỉnh trưởng tỉnh Siang Kuang đã tâm sự rằng tỉnh của ông là một tỉnh nghèo bị tác động nặng nề bởi chiến tranh. Cơ sở hạ tầng y tế của tỉnh Siang Kuang, kể cả trang thiết bị tại bệnh viện tỉnh, hiện rất nghèo nàn, không đáp ứng đủ yêu cầu, khiến người dân thường phải chuyển lên tuyến trên hoặc sang nước ngoài chữa trị, gây tốn kém và tăng chi phí chữa bệnh của người dân. Chính vì vậy, việc bệnh viện hữu nghị Lào-Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng tại đây sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận. Người Lào biết ơn Việt Nam rất nhiều. Tưởng bệnh viện là to lắm rồi đúng không ạ? Thế mà chưa hết, cách đây mấy tháng, Việt Nam đã hoàn thiện nguyên một chiếc sân bay để tặng cho Lào mà chẳng cần báo đáp. Đó chính là dự án sân bay Nong Khang, là công trình mà phía Việt Nam đầu tư với nguồn vốn 100% từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam. Toàn bộ từ khâu thiết kế, thi công, đào tạo nhân viên, vận hành sân bay đều nhờ phía Việt Nam tự thực hiện và giúp đỡ nước bạn Lào. Dự án sân bay Nong Khang có tổng vốn đầu tư 82 triệu đô la Mỹ. Sân bay Nong Khang được xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
với công suất phục vụ 100.000 lượt khách mỗi năm và có thể tiếp đón máy bay loại 70-100 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có các công trình hạng mục khác như đường lăn, sân đỗ máy bay, khu vực xử lý hàng hóa, nhà điều hành, trạm xe, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện được hoàn thiện không thiếu một thứ gì. Được biết sắp tới đây, phía Việt Nam còn muốn nâng cấp thêm sân bay này để có sức chứa lớn gấp 3 lần với mức đầu tư cũng khổng lồ không kém. Theo truyền thông nước Lào đưa tin, giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm 66 ha diện tích sân bay với số lượng khách vận chuyển hàng năm tăng lên 350.000 người. Đường bay cất hạ cánh được mở rộng lên thành 3.800 m chiều dài và 45 m chiều rộng cho các loại máy bay. Nhìn sân bay hoành tráng như thế này, chỉ biết vui mừng và hạnh phúc cho bạn Lào thôi các bạn ạ. Mà thực tế thì đây không phải lần đầu tiên người Việt giúp Lào xây sân bay đâu. Đây là sân bay thứ 2 được tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tại Lào sau sân bay Atrapeel ở Nam Lào. Trong khi Trung Quốc làm chủ thầu ở đâu thì công trình đáng thất vọng đến đó, thì Việt Nam lại vô cùng uy tín, nói được làm được và mang đến được cho nước Lào một nguồn sinh lực mới. Chuyện này thực sự đã khiến ra trẻ gái trai nước Lào vui như chảy hội. Các bạn đã không ngừng cảm ơn Việt Nam bằng những bình luận. Cảm ơn Việt Nam đã đưa mùa xuân đến với Lào. Lào mãi là anh em của Việt Nam. Tình cảm của Việt Nam dành cho nước Lào nhiều quá, không biết bao giờ mới trả hết được, chỉ biết nói cảm ơn. Tin vui nhất hôm nay, hy vọng các em người Lào thế hệ sau cũng sẽ yêu con người và đất nước Việt Nam như tôi. Nhờ Việt Nam mà từ nay Lào có biển rồi, giờ còn có thêm sân bay quốc tế. Cùng nhau tiến lên Việt Nam ơi! Nước chúng ta có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới mạnh mẽ nhờ dự án này. Cảm ơn Việt Nam! Đúng là chỉ có Việt Nam thôi, Lào xin cảm ơn người anh em. Thật là xúc động khi không chỉ người dân Lào, chính quyền nước bạn cũng dành tình yêu thương đặc biệt cho Việt Nam. Ngay trong buổi bàn giao sân bay, ông Kham Hung Hoàng Vong Si đã thay mặt chính quyền địa phương chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ Lào nói chung và nhân dân tỉnh Hoàng Phan trong nhiều năm qua. Ông ấy nghẹn ngào nói rằng việc khởi công dự án hôm nay là một minh chứng cho tình đoàn kết, hợp tác toàn diện, thủy chung giữa hai nước Lào-Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Ông cho biết tỉnh Hoàng Phan còn nhiều khó khăn do địa hình chủ yếu là núi, giao thông chưa phát triển, gây nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, nhất là trong mùa mưa. Nay được sự giúp đỡ của Việt Nam, sân bay quốc tế Nong Khang được xây dựng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong tỉnh mà còn là cầu nối giao thông thông suốt, nhanh chóng từ trung ương đến địa phương và bạn bè quốc tế. Các bạn thân mến, kể ra trên thế giới thì hiếm có nước nào có truyền thống tương trợ và đoàn kết như Việt Nam, Lào. Về quá khứ các bạn cũng biết rồi, hai nước cùng nhau viết nên trang sử oai hùng chấn động địa cầu chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa đô hộ. Còn về hiện tại thì các nước mà người dân Việt Nam hiện quý nhất có Cuba, Lào, Nga chứ đâu xa. Mình cũng hay thường xuyên xem comment trên những bài viết của Lào, cũng thấy họ có thiện cảm với Việt Nam như người Việt Nam có thiện cảm với người Lào vậy. Lào cho Việt Nam mượn đường đánh Mỹ, Việt Nam giúp Lào chống lại cuộc xâm lược của Thái Lan. Là những nước nhỏ, một thân một mình chống chọi lại với thế giới đầy người khổng lồ. Ta chỉ còn cách đồng hành, bám trụ vào nhau để nhân đôi sức mạnh. Việt Lào là hai nước, núi liền núi, sông liền sông, có chung kẻ thù hơn 100 năm là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Cho dù quá khứ xa xưa từng có hiềm khích, sau cùng Việt Nam cũng đã bắt tay hòa hảo, chung vai sát cánh chiến đấu hỗ trợ Lào. Ngày xưa bạn đã cùng ta chịu nỗi đau chiến tranh, ngày nay chúng ta phải nhớ rõ chân lý uống nước nhớ nguồn, không thể phụ lòng các bạn được. Chỉ có như thế, người Việt Nam mới được yêu quý không chỉ tại Lào mà còn trên cả toàn thế giới. Luôn là trước sau như một, một lòng một dạ son sắt thủy chung. Chúc cho tình bạn Việt Lào với sự đậm sâu sẽ không có gì phá vỡ được. Không biết các bạn thấy ấn tượng nhất với công trình nào mà Việt Nam đã tặng cho Lào? Và theo các bạn, việc giúp đỡ Lào là điều nên làm tiếp và làm nữa trong tương lai hay không? Bình luận ngay bây giờ nhé! Rất tiếc đến đây thì chúng mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Để khép lại video, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới. Chúng mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!